chị đẹp Trung Quốc quyến luyến miền Việt Nam và không ngại chia sẻ cho netizen trong nước. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Nhiều bạn bè khuyên tôi đừng đến Việt Nam nhưng tôi vẫn đến. 3.000 tệ bình quân đầu người và tôi sẽ cùng nhóm của mình mà không cần cảm ơn ai." Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Nếu các bạn đến đây một mình thì hãy nhớ chuẩn bị sẵn chiến lược nhé. Đi theo nhóm cũng không sao. Ở đây có khi trời mưa rồi lại nắng. Trời mưa bất chợt mỗi ngày. Tôi mới từ Nha Trang về. Một chai bia có giá 100.000 đồng. Một đĩa cơm chiên ở quán ven đường có giá 120.000 đồng. Việt Nam có an toàn không? Ở Việt Nam có gì vui không? Về cơ bản là an toàn nhưng người dân địa phương không hào hứng với người Trung Quốc lắm. Người ta nói rằng, ở đó không thân thiện với người Trung Quốc và thiếu sự bảo vệ an ninh có đúng không? Ai nói mọi thứ đều không thân thiện với người Trung Quốc, thì người đó chỉ nhằm chia rẽ con người mà thôi. Bạn không sợ bị lừa à? Không đâu, cuối tháng tôi sẽ đi Đà Nẵng. Bạn có thể đến đi chơi với tôi. Tôi không có ý định gì khác. Điều đó chủ yếu phụ thuộc vào bạn thôi. Mình vừa ở Nha Trang về và đi cùng nhóm 6 ngày với 5 người tổng cộng là 26.000 tệ. Tôi vừa xin hộ chiếu và dự định đi Nha Trang, Việt Nam cùng nhóm vào tháng tới. Sau khi đọc các nhận xét trên mạng, tôi được khuyên nên nghỉ việc vài hôm. Đồng nghiệp thấy tôi đi cũng không đi nên tôi quyết định sang đó một mình. Vui quá sao họ không đi cùng. Vậy bạn nghĩ Thái Lan an toàn hơn hay Việt Nam an toàn hơn? Chào mừng các bạn đến Việt Nam. Chồng tôi mới gặp tôi cũng nói rằng Việt Nam nguy hiểm lắm. Dù về nhà mẹ chồng không nói được tiếng Việt, nhưng anh ấy vẫn một mình đi mua hàng tạp hóa, thuốc lá, đồ uống. Không ai có thể lừa dối được anh ấy bằng bất cứ giá nào. Bạn có thể cho tôi biết lý do tại sao bạn dự định đi vào kỳ nghỉ hè vào tháng tới. Đừng đến đó, đắt lắm. Việt Nam chắc chắn an toàn. Tôi cũng đọc rất nhiều đánh giá và nói với bạn bè rằng Việt Nam không được coi là an toàn. Có rất nhiều nơi để tham quan. Nếu có thể, hãy thử một điểm tham quan khác. Bạn phải quay lại Trung Quốc với tôi, nếu không tôi sẽ thực sự tin điều đó. Vâng, nó đắt hơn các thành phố hạng nhất nước ta. Người dân địa phương cho bạn biết những ngôi nhà tốt hơn, ở các quận nhỏ thuê có giá hơn 100 nhân dân tệ, và các điểm du lịch có phòng nhìn ra biển trị giá hơn 100 nhân dân tệ. Mỗi người cảm thấy khác nhau. Tôi thấy Việt Nam không tôn trọng người Trung Quốc. Tôi không cảm nhận được điều đó ở thủ đô của họ hoặc những nơi khác. Than ôi, tôi lái xe máy của họ và quên đặt chân chống xe máy, và họ đã đuổi kịp tôi và nhắc nhở tôi. Về thủ đô Hà Nội đẹp lắm các bạn. Không có vấn đề gì đâu. Tôi cũng đã từng ở đó rồi. Chi phí có cao quá không? Khoản chi phí bỏ ra không lớn nhưng lại khác xa với những gì bạn tưởng tượng. Nói mức tiêu thụ thấp hoàn toàn là nói dối, vì tôi đang ở Nha Trang đây. Đó là vì bạn đã bị lừa. Về cơ bản, chúng tôi ở đó rất rẻ. Tôi có thể đi đâu vừa vui vừa rẻ hơn không? Bạn đang hỏi về một thành phố phát triển hơn, hay một thành phố gần gũi hơn với thiên nhiên? Tôi khuyên bạn nên đến Đà Lạt. Có quá nhiều người Hoa ở Nha Trang, không giống như đi nước ngoài. Sẽ ổn thôi nếu phong cảnh đẹp hơn. Tôi sẽ chủ yếu đến những thành phố phát triển hơn. Ngoài việc đi taxi đắt đỏ, mọi thứ khác ở Việt Nam đều rất rẻ. Một chiếc bánh mì baguette với nhiều thịt bò chỉ có giá 10 tệ. Một cốc kem bơ và sầu riêng có giá 10 tệ. Hải sản cũng rất rẻ. Tôi muốn biết hải sản bạn ăn mấy chục đô ở đâu. Bạn nên ăn buffet hải sản. Ở Việt Nam người ta đổ xô đi lấy túi, còn tôi thì không dám đi mua sắm sau 8 giờ tối. Bà chủ nhà hàng nhắc nhở chúng tôi không mang điện thoại di động và túi xách trên tay khi ra đường. Hãy cẩn thận, ở đó vẫn rất an toàn. Không chỉ tất cả các công ty bảo hiểm ở Trung Quốc đều đến các nơi mua sắm sao. Tất cả những điểm hấp dẫn trong video này, bao gồm cả bữa tiệc trái cây, đều giống hệt với lộ trình của công ty bảo hiểm tôi. Nha Trang có rất nhiều dân mê tốc độ và trộm cắp phải không? Mặc dù tôi đã đến Đà Nẵng rồi nhưng muốn hỏi. Nha Trang cực kỳ an toàn nhé bạn. Tôi đã ở đó hơn một tuần và chưa từng gặp ai trong số họ vào ban đêm. Tôi cảm thấy an ninh khá tốt. Đừng nghĩ rằng Việt Nam lạc hậu, tiêu thụ thấp, thực tế cũng giống như Trung Quốc. Tiền tưởng chừng như vô giá trị nhưng bạn lại tiêu nhiều hơn mà không nhận ra. Tôi vừa trở về. Phí tham quan là 8.000 tệ và không có khu mua sắm. Chỗ ở tốt và đồ ăn ngon. Môi trường bên bờ biển ổn. Thành phố bẩn thỉu và bừa bộn. Bạn có thể đi lại thoải mái nếu muốn trải nghiệm.
Alipay có sẵn ở nhiều nơi, và bạn cũng có thể quẹt thẻ nếu đăng ký chuyến tham quan mua sắm, tôi khuyên bạn nên quên nó đi. Tôi đã đến đó vào năm 2019 và nó thực sự tốt. Có ai đi cùng mình không? Chúng tôi cũng sẽ đi vào ngày 29. Tôi đi chơi rất vui và cũng không hề rẻ đâu nhé. Nếu chưa sống ở Việt Nam một năm, tôi đã đi du lịch nhiều nơi và chưa bao giờ được bảo là rẻ cả. An ninh ở Việt Nam thế nào? Không vấn đề gì bạn nhé. Nông thôn an toàn hơn hay thành thị an toàn hơn? Mức độ tiêu dùng ở các thành phố hạng 2 của Trung Quốc chỉ giới hạn ở một khu vực nhỏ thôi. Không thể sống trong một khách sạn 5 sao với giá hơn 200 nhân dân tệ. Phải trả tiền để qua hải quan. Tôi vừa xuống máy bay ở Việt Nam. Tôi không vui chút nào. Nếu tôi chưa từng đến đây trước đây, tôi gần như đã tin vào điều đó. Cô ấy có nói dối bạn để đến Việt Nam không? Ai dám nói Việt Nam không an toàn? Tôi là người Việt Nam và tôi thực sự đánh giá cao hành trình của bạn đến Việt Nam. Tôi cũng từng đến quán bạn giới thiệu rồi, tôi đã nhìn thấu thủ đoạn của anh ta rồi. Sau đó tôi ra khỏi phòng đi vòng ra ngoài nên không bị anh ta lừa gạt. Về Hồ Chí Minh thăm họ hàng nhưng tôi biết điều này. Anh ấy không rời khỏi cửa hàng cho đến khi chúng tôi rời đi. Nhìn đĩa trái cây trong video của bạn, tôi biết đây là hành trình của nhóm. Để tôi nói với những người khác rằng, bạn không cần đặt khách sạn cho nhóm sau khi bạn hạ cánh, vì vậy bạn có thể mang nó đi. Chào mừng mọi người đến thăm Việt Nam. Nếu tôi không ở Việt Nam thì tôi gần như đã tin vào điều đó. Tôi tin bạn. Nếu tôi không có mặt ở đó, tôi sẽ tin điều đó. Nó giống hệt như vậy mà. Tôi vừa trở về. Tôi đang đi mua sắm với một công ty bảo hiểm. Tương tự như cô ấy nói. Cảnh đẹp quá, cùng trải nghiệm nhé. Nhưng tôi không có nhiều bạn như bạn. Giá vé máy bay là bao nhiêu? Họ nói rằng khoảng 3.000 tệ có thể tồn tại trong vài ngày. Phần lớn là tiền vé máy bay trong đó rồi. Trong chuyến đi mua sắm, không có bữa trưa nào miễn phí. Tôi bị lừa chi hơn 20.000 nhân dân tệ để mua sắm. Tất cả các trung tâm mua sắm đều thuộc sở hữu của người Trung Quốc. Tôi ở đây 4 ngày và giá trung bình mỗi ngày là 1.500 tệ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất đắt đỏ, gần như bằng ở Trung Quốc. Việt Nam rất an toàn mà. Đi đâu rẻ hơn được đây? Có rất nhiều như Hải Phòng, Hà Nội, Hà Giang. Tin tôi đi, mức tiêu thụ ở Việt Nam thực ra không hề thấp chút nào. Làm tôi cười ngặt nghẽo. Không thể được, tuyệt đối không được tin. Tôi khuyên bạn nên đi Việt Nam cùng gia đình vào dịp Tết Nguyên Đán, phong bao lì xì cần mang theo. Những người bạn muốn đi miễn phí có thể đến gặp tôi và rẻ hơn, 100% so với đi theo nhóm du lịch. Hãy chắc chắn rằng bạn trở về Trung Quốc an toàn. Những gì bạn nói là không đúng sự thật. Tôi không đủ khả năng. Đối tác của tôi mới đến đó và tất cả đều bị ép mua sắm. Và nó có vị rất tệ. Rất nhiều người Ấn Độ ở đó. Tôi mới biết thời tiết ở Việt Nam tuần tới trời sẽ mưa suốt. Nếu đi một mình thì nên có người phiên dịch. Bạn phải thương lượng giá cả. Ở Nha Trang toàn là người nước ngoài và biển rất xanh và đẹp. Những người Trung Quốc ở đó có mức tiêu thụ thấp hơn nhiều so với các thành phố hạng nhất ở Trung Quốc. Tôi mới về. Bữa ăn trung bình cho hai người là 700.000 đồng, cao hơn nhiều so với ở Trung Quốc 8.000 đồng. Những gì bạn nói là rẻ thì quả thực là rẻ. Tôi đã ở trong khu vực biệt thự đảo Ngọc và không có ai ở đó. Nên tôi dự định đến đó một lần nữa trong năm nay. Nếu bạn muốn tự mình đến Việt Nam, chỉ cần tìm một người phiên dịch. Đừng đi du lịch, nó đắt lắm và bạn lại trách chúng tôi không vui vẻ khi ở Việt Nam. Dưới đây là các kết luận từ những bình luận của netizen Trung Quốc về việc du lịch tại Nha Trang, Việt Nam. Một số người nhận thấy chi phí ở Việt Nam khá cao, đặc biệt là so với kỳ vọng ban đầu về mức tiêu thụ thấp. Một số người cho rằng giá cả ở Nha Trang cao hơn so với các thành phố hạng nhất ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng giá cả hợp lý, như bia, cơm chiên và các món ăn rẻ hơn so với mức giá ở Trung Quốc. Một số netizen đánh giá Việt Nam khá an toàn và không gặp vấn đề gì liên quan đến an ninh. Tuy nhiên, có những người khác lại lo ngại về việc bị lừa đảo, mất đồ hoặc bị ép mua sắm. Một số cho rằng người dân địa phương không thân thiện với du khách Trung Quốc, nhưng cũng có người phản bác lại điều này. Nhiều người có trải nghiệm tích cực về cảnh quan và môi trường biển đẹp ở Việt Nam. Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng Nha Trang quá đông đúc người Hoa và không khác gì đi trong nước. Một số người khác nhận thấy sự bất tiện trong việc thương lượng giá cả, nếu không biết tiếng Việt. Một điểm thú vị là, có sự khác biệt lớn về nhận thức và trải nghiệm giữa các du khách. Trong khi một số netizen ca ngợi Việt Nam về sự an toàn và giá cả hợp lý, người khác lại nhấn mạnh đến cảm giác bị lừa hoặc chi phí cao hơn dự kiến. Tóm lại, netizen Trung Quốc có quan điểm đa dạng về việc du lịch tại Việt Nam, dao động từ sự hài lòng về cảnh quan và chi phí hợp lý đến lo ngại về mức độ an toàn và sự thân thiện của người dân.